Ở đây mình xin bốc thêm cái Samsung A7 đây vợ mình. Sao nhỉ? Có lý do mình. Tem hả? Từ từ, cái gì đây? À có tem nha, bốc tem hàng nha. Điện thoại Samsung A7, màn hình 6.6 inch, cảm ứng 4G, wifi, bộ nhớ 64GB, chụp hình trước là 24 cộng 5 cộng 8. Camera sau là camera kép 24. Có nghĩa là trước cũng kép mà sau cũng kép luôn. Thành phần thang máy sạc cấp dữ liệu, sách hướng dẫn phải không vậy ta? 27 mà. Đi. Phải kép không vậy, xem lên hay là mình đọc. Mình xem lộn rồi. Bây giờ chúng ta muốn biết đúng hay không, chúng ta phải kết thật khui ra đã. Nói chung là trước giờ không có xài Samsung nên không biết. Xài iPhone không hả? Ừ, sao mà không khui được gì? Đây, iPhone X này, lát mình sẽ khui cho bạn thấy luôn. Đẹp quá vậy, cái này A7 không có giống với cái kia. Không có giống với cái tưởng tượng, A7 là cái tràn màn hình luôn nè. Em nhục lát ra xem. Đầu bóng xem. Không biết đâu sao luôn. Cái này là nói chung là mới luôn nha, mới đẹp luôn, luôn anh ơi, đẹp lắm. Đẹp luôn hả? Ok. Mở anh nguồn ở đâu? Anh xem nè. Để mở nguồn đã. Mở nguồn lên đi. Không có cái sim. Trời ơi, không biết xài sao luôn. Đây, mở nguồn. Chứ mà vợ mình không thích xài Samsung. Nói chung là cái đó là để mình xài thôi. Đó, vợ mình sẽ xài cái iPhone XS này. 256 đi. Ừ. Ok, đi cắt đi, để cứ em cái khu này cho nè. Ý, 3 camera luôn. Dạ. Ừ, ở sau là 3 camera nha. 3 camera là lúc nãy đọc. Ê, thông cái số. Cái này giống với của anh Tân này. Đọc thông số là 24 cộng 5 cộng 8 là ở sau đó. Trước là 24MP, camera kinh khủng thiệt. Nói chung là cũng được các bạn ạ. Cái này chắc phải A7 thường đâu, tại nhớ trước A7 không giống gì đâu. A7 nít. Đây, chia sạch iPhone, sạch hướng dẫn. Xin chào. Rồi. Này luôn. Sau đây vợ mình sẽ khui thêm cái iPhone XS 256GB. Đúng không em? Mình xem nào. Mình xem cái máy này. Thì ồ, cái này có sạc ấy nè. Ừ. Nói chung là cái này thì cái này là tai nghe. Nói chung là mình được công ty tặng, nhưng mà mình không xài thì mình tặng vợ mình luôn. Còn iPhone, cái này là lúc nào cũng sạc giống như vậy. Mình xài. Bây giờ khui nó đây, màu trắng. Ừ. Đẹp nè. Ủa sao cho màu hồng ta? Thôi em mua cái ốp màu hồng. Được. Ở này có hai camera thôi. Ừ. Lát ở giữa. Nói chung hai vợ chồng mình nghèo lắm, hồi giờ xài 7 lớp mà. Bây giờ đầu lần đầu tiên được xài sạc sạc. Em được xài Vivo lớp rồi. Xài Vivo 5. Ừ. Chán hả? Thôi cái này nhỏ nè, vừa tay. Ok. Nói chung là bắt đầu tiếng Việt. Chán hả? Vô đi. Nói chung là cái này mình khui cho bạn thấy thôi, bây giờ hai vợ chồng đói mà đi ăn này. Lát nữa mình ráp sim thôi. Hồi giờ nói chung là mình tính đầu iPhone, mình xài từ iPhone 2 đến giờ là bây giờ mình đã xài cái thằng 7 lớp. Đó, bây giờ mình thử xài thằng Samsung luôn đây. Còn hôm nay là vợ mình kêu là thích xài cái iPhone XS thì mình vô tình cũng đi tặng thì mình đưa vợ mình xài luôn. Không có đồ tháo sim. Thôi nhá, mình đi ăn đây. Mai mình sẽ test lại cho các bạn xem.